Sau khi gỡ được những vướng mắc của Nghị định 116, Honda Việt Nam đã công bố giá bán mới dành cho các dòng xe được nhập từ Thái Lan, gồm CR-V, Civic, Zar và Accord. Đáng chú ý là các mẫu xe trên đều có mức giá mềm hơn nhiều so với thời điểm trước Tết. Honda CR-V nhập Thái bản 1.5i có giá từ 958 triệu đồng, trong khi bản 1.5L có giá từ 1 tỷ 068 triệu đồng, giảm hơn 200 triệu. Mức giá này khá hợp lý và đồng nhất với tuyên bố của Honda tại thời điểm ra mắt CR-V 2018. Ngoài bản Civic 1.5L cao cấp nhất có giá 898 triệu đồng, Honda cũng thêm bản 1.5G và 1.8i với mức giá dễ chịu hơn, lần lượt là 826 triệu và 758 triệu đồng. Mức giá này hứa hẹn tạo nên một cuộc cạnh tranh thú vị giữa các đối thủ như là Mazda 3 và Corolla Altis trên thị trường. Sau khoảng thời gian chờ đợi khá lâu kể từ triển lãm Việt Nam Motor Show 2017 hồi tháng 8, chiếc Honda Zara cũng đã chính thức công bố giá bán. Xe gồm 3 phiên bản 1.5V, 1.5VX và 1.5RS. Trong đó, bản 1.5V có giá khởi điểm từ 539 triệu đồng. Bản 1.5VX có giá từ 589 triệu đồng. Và bản 1.5RS có giá từ 619 triệu đồng. Rồi chiều 1 tháng 3 vừa qua, lô hàng khoảng 2.000 xe với 4 mẫu xe khác nhau gồm Zar, Accord, CR-V và Civic đã được Honda nhập về Việt Nam. Lô hàng này sẽ được chia làm 2 phần, trong đó 1.054 xe sẽ xuống cảng Hiệp Phước và 950 xe sẽ tiếp tục ở trên tàu để cập cảng Đình Vũ ở Hải Phòng. Như vậy, sau khoảng thời gian chờ đợi, những chiếc xe đầu tiên được miễn thuế nhập khẩu đã có mặt tại Việt Nam. Sự đa dạng sản phẩm trên thị trường hứa hẹn sẽ mang đến những màn đua tranh thú vị giữa các hãng xe trong thời gian tới.